đó, mình cầm mình quay như vậy đó, nguyên một xem như vậy luôn, đi chơi quay phim selfie vlog luôn, rất là ổn. Nó bằng cái chỉnh thông số trực tiếp trên màn hình luôn, rất là tiện lợi. Ok, hello mọi người, chào mọi người đến kênh YouTube của mình. Okay, hôm nay có thời gian rảnh xíu, mình chạy lên trên núi Dinh Bụ Long là một cái clip giới thiệu mọi người một cái set combo quay vlog cho Osmo Pocket 2 kết hợp với Zippo PYZ luôn. Đó, đang trên tay mình đây, một set luôn. Đó, thì Pocket 2 đang gắn cái Do-It-All Handle, rồi kết nối không gian điện thoại của app DJI Mimo luôn. Đó, đây là chiếc bố trên tay mình luôn, một cầm nguyên một bộ như vậy. Chung rất là gọn nhẹ và nó sẽ tiện sử dụng hơn rất là nhiều. Ok, và mình đã để nó trên một cái trụ để bạn có thể thấy rõ. Đây, thì cái chiếc bố PYZ này nó là dài 66cm nha. Còn đây là mình đang ở cái mức độ là thấp nhất luôn. Đó, mình chỉ kéo nó một khúc thôi. Ba chân xòe ra rất là chắc nha. Bán phủ cao su, cầm êm tay, chân nó xòe rộng nữa nên cái nó đứng rất là chắc, không có sợ bị ngã, bị gió thổi hay gì đây. Các bạn thấy không, trời có đang sắp mưa, gió rất là lớn luôn và rất là ok. Thì tương tự về cái ngàm gắn này, thì nó chuyển cái việc bạn Picotech này, nó chỉ có cái ngàm gắn chốt này, nghĩa là mỗi lần bạn muốn mở ra bạn chỉ cần xoay nhẹ nó, bạn chỉ cần gạt cái cần này lên xong bạn xoay nhẹ các bạn rút là được thôi. Nó theo một cái kiểu chốt mới, không phải vặn như những cái kiểu truyền thống, rất là tiện lợi. Rồi qua là vấn đề chính. Thì với cái loại chipboard PYZ này, nó sẽ cho thêm một cái kẹp điện thoại ngay đây, nghĩa là bạn có thể kẹp được cái điện thoại của mình. Mình đang xài là Sony XZ3. Đó, mình sẽ kẹp lên và kết nối không dây app DJI Mimo luôn. Và đây là cái cục Do-It-All Handle luôn. Pocket 2, cái phụ kiện này như là DJI đã lắng nghe người dùng và họ đã có thể thay đổi chính xác hơn. Đó, họ tích hợp vừa mic vừa wifi luôn, tất cả trong một cái cục, nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Đó. Đó, thì khi bạn kết nối với app DJI Mimo thì nó sẽ ra cái giao diện như vậy luôn. Đó, bạn có thể điều chỉnh thông số và hình ảnh sẽ truyền trực tiếp từ Pocket 2 lên trên này luôn. Nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Đó, bạn có thể điều chỉnh những cái thông số quay phim, chụp hình, photo, video này luôn. Đó, thì khi bạn quay như vậy thì cái màn hình Pocket 2 trên này nó sẽ tắt đi và nó sẽ cầm này. Thì có một cái lưu ý nhỏ là khi bạn dùng cái kiểu này thì bắt buộc luôn là cái trục gắn sẽ sát luôn như vậy, thì bạn sẽ thao tác tắt mở nó sẽ hơi vướng một tí xíu đó. Nhưng về cơ bản, tại vì bạn dùng cái set này thì bạn dùng qua cái điện thoại này rồi, thì bạn sẽ điều chỉnh quay phim tắt mở trên này luôn, thì nó cũng sẽ bù lại, nó sẽ cũng rất là tiện dụng. Còn nếu bạn không dùng điện thoại thì bạn có thể tháo ra. Ok, mình sẽ tháo cái điện thoại ra, bạn tham khảo thử đây. Còn nếu bạn tháo không dùng điện thoại thì cái kẹp này bạn không dùng nữa, bạn có thể gập nó xuống. Đó, bạn gờ xuống như này. Đó, rất là tiện lợi được, thấy không? Rất là gọn luôn. Và mình thể có kéo dài lên. Thì tùy theo có nhu cầu sử dụng mọi người, bạn có thể tùy chỉnh nó lại được cái thiết kế của nó. Thì giống như mình đang cầm đây. Đó, bạn có thể gập bao nhiêu vậy luôn. Rất là gọn. Rồi, còn về cái thao tác như nãy mình nói thì khi bạn gắn kiểu như vậy, bạn thấy không, nó sẽ bị che cái nút tắt và nút quay. Tuy nhiên bạn chỉ cần nghiêng lên một tí xíu như vậy thì bạn vẫn có thể ứng được, vẫn có thể quay bình thường được. Đó, như mình đang cầm đây, mình vẫn có thể di chuyển, mình quay đồ bình thường. Đó, chỉ cần đụng cái nút này thôi. Còn một cái option khác, bạn muốn không bị vướng nữa thì bạn sẽ dùng cái khung Ulanzi của Pocket 2. Thì cái loại đó nó sẽ có một cái ngàm gắn phía sau lưng, nó sẽ đưa ra cái máy đằng trước cái gậy luôn. Thì đó là một cái giải pháp để bạn dùng cái khung đó. Và cái khung đó thì bạn dùng là bạn lại không có gắn được cái thằng Do-It-All Handle này, thì đâm ra nó sẽ có nhiều cái nó hơi vướng với nhau về phụ kiện Pocket 2 đó. Thế là ok nha bạn.